Siêu võ sĩ Ukraine hạ knockout Tony Bellew khiến anh này giải nghệ. Tony Bellew có lẽ sẽ giải nghệ sau thất bại trước tay đấm hàng đầu Ukraine Oleksandr Usyk sau chiến thắng vang dội ở Nga trước Murat Gassiev để thống nhất 4 đại vô địch hạng nặng Cruiserweight và giành chiến thắng ở giải đấu World Boxing Super Series. Tay đấm người Ukraine Oleksandr Usyk đã lên tiếng thách đấu nhà vô địch Tony Bellew, người từng hạ knockout nhà vô địch David Haye. Đây được coi là trận đấu siêu kinh điển của hạng Cruiserweight và là tiền đề để Bellew lên hạng nặng thách thức Anthony Joshua. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra suôn sẻ cho tay đấm này. Cả hai lên sàn đấu với tâm thế cao, Tony Bellew là người dẫn điểm trước sau 7 hiệp đấu. Tuy nhiên ở hiệp thứ 8, Usyk bắt đầu chủ động hơn và bất ngờ hạ knockout Bellew. Sau trận đấu, Bellew nói, Usyk làm người mạnh hơn trong buổi tối hôm nay. Anh ta là võ sĩ mạnh nhất tôi từng đụng độ, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Anh ta xứng đáng cho chiến thắng này. Đây chắc chắn là kết thúc của tôi trên sàn boxing. Tony Bellew kết thúc sự nghiệp thi đấu với 30 chiến thắng, 20 trận thắng knockout, 3 trận thua và 1 trận hòa. Anh được chú ý sau 2 lần hạ gục David Haye, tay đấm từng được coi là người kế vị của Mike Tyson. Tay đấm này từng có tham vọng lên hạng nặng để đối đầu với những ngôi sao đình đám như Tyson Fury, Deontay Wilder và Anthony Joshua. Tuy nhiên thất bại này đã buộc anh phải dừng chân trong sự nghiệp boxing. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Phía Anthony Joshua tức giận chửi Deontay Wilder. Ông bầu Eddie Hearn của Anthony Joshua tức giận chửi bới Deontay Wilder sau khi Wilder đòi ăn phần hơn nếu đấu Joshua. Sau khi Deontay Wilder tuyên bố rằng trận đấu giữa anh và Anthony Joshua diễn ra, thì Wilder phải được chia phần thù lao 60-40 nghiêng về mình. Ông bầu Eddie Hearn của Joshua đã nổi giận đáp trả. Trong một cuộc phỏng vấn, Hearn nói, "Tôi mệt mỏi với thằng này. Nó muốn ăn 60%. Nó còn không kiếm được 300.000 lượt người mua cho trận Tyson Fury, nhưng lại đòi ăn phần hơn nếu đấu Anthony Joshua. Đừng có phí thời gian của bọn này và đừng dùng tên tuổi của Joshua để tư lợi cho mình." Anderson Silva thách thức McGregor. Conor McGregor trước thềm UFC 229 đã cho biết anh có thể sẽ nhận lời đối đầu với Anderson Silva sau khi đã xong trận đấu với Khabib Nurmagomedov. Mặc dù vậy, thất bại trước võ sĩ người Nga có vẻ khiến McGregor muốn nóng lòng kiếm thêm một trận tái đấu hơn là chuyện hẹn ước với đối thủ người Brazil. Mới đây, đích thân Silva đã lên tiếng thách đấu McGregor trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi vẫn đang đợi anh ta trả lời. Đây không phải là vấn đề tiền, mà đây là một lời thách thức võ học," Silva nói. Chủ tịch UFC bác bỏ khả năng Khabib đấu Steve Prier. Huyền thoại George Prier đã không đấu trận nào kể từ khi trở lại võ đài UFC với chiến thắng trước Michael Bisping hồi tháng 11 năm 2017. Và mới đây, võ sĩ người Canada đã lên tiếng mời Khabib Nurmagomedov tỉ thí với mình trong một trận tranh đai hạng nhẹ. Tuy nhiên, chủ tịch UFC Dana White đã tuyên bố sẽ không để hai võ sĩ đấu với nhau. "Tôi hiểu ý muốn của anh ấy, nhưng nếu anh ấy muốn chuyển xuống hạng cân nhẹ thì trước tiên phải đánh bại một vài đối thủ ở hạng cân này rồi mới được thách đấu tranh đai," White giải thích lý do. Wilder bị dự đoán thua không đỡ được. Tay đấm hạng nặng người Anh Nathan Gottman, người từng là bạn tập của Tyson Fury, bình luận rằng Deontay Wilder sẽ khó lòng giành được chiến thắng ở trận đấu sắp tới trước Fury. Thậm chí kết quả trận đấu này sẽ là một chiều. Wilder có những cú đấm nguy hiểm nhất thế giới, nhưng Fury là một người khôn ngoan. Cả khả năng tránh đòn lẫn lực tay của cậu ấy đều là vượt trội, Gottman bình luận. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Quái vật 21 tuổi đòi hạ Anthony Joshua, thắng liên tiếp bằng knockout, từng đấu Povetkin. Daniel Dubois, biệt danh Chip D hay thuốc nổ Dynamite,
đã có trận đấu thứ 9 bằng knockout trong sự nghiệp non trẻ của tuyển thủ mới 21 tuổi, nhưng được xem là tương lai của làng quyền Anh hạng nặng nước Anh. Người đang sở hữu đai vô địch Anh quốc từ chối cơ hội thắng huy chương ở Olympic 2020 để chơi chuyên nghiệp. Từng được kỳ vọng sẽ trở thành võ sĩ người Anh thứ tư giành huy chương vàng ở hạng cân siêu nặng tại đấu trường Olympic sau thời của Leonard Lewis. Nhưng thời điểm Lewis thắng huy chương vàng ở Seoul 1988, ông đang thi đấu dưới màu cờ của Canada. Alder Harrison, huy chương vàng Olympic Sydney 2000, và gần đây nhất là Anthony Joshua, huy chương vàng Olympic London 2012. Tuy vậy, Dubis đã nghe lời chiêu dụ của ông bầu Frank Warren, quyết định trở thành quân của ông bầu này, chuyển sang chơi chuyên nghiệp ngay từ năm 2017 và sớm khẳng định được thân phận của mình. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, thuốc nổ Dynamis đã nhanh chóng gặt được hàng loạt thành công ấn tượng. Anh đã toàn thắng 8 trận và tất cả là thắng knockout, chưa bao giờ phải đấu quá 5 hiệp. Dubois đang sở hữu đai vô địch trẻ WBC và đang vô địch hạng nặng nước Anh sau khi đánh gục tay đấm đồng hương Tom Lister hôm 26 tháng 3. Ở thời điểm hiện tại, Dubois đã đi được hơn phân nửa chặng đường trong mưu đồ trở thành nhà vô địch thế giới người Anh trẻ nhất. Theo đuổi mưu đồ đó cũng chính là dấn thân vào cuộc phiêu lưu mà ông bầu Warren đã đưa ra để chiêu dụ Dubois. Sở hữu cú móc tay phải tàn phá. Tuyệt chiêu lợi hại nhất của Dubois chính là những cú móc phải cực mạnh, mang tính tàn phá mà những kẻ dính đòn thường xính vĩnh, gục xuống sàn đài ngay sau đó. Trong cả 8 chiến thắng knockout của mình, Dubois đều xây dựng chiến thắng chóng vánh bằng những cú móc tay phải mang tính tàn phá này. Dù vậy, những cú đấm thọc tay trái của Dubois cũng là rất lợi hại. Theo đánh giá của huyền thoại Lewis, đó là ngón đòn nguy hiểm mà ông từng chứng kiến, vì khi Dubois ra đòn, kiểu như vô thanh vô lực, không có âm thanh, không có hơi thở, cơ thể cũng không có biểu hiện nào báo trước. Đấm gục Aji và tập luyện với đối thủ của Aji Anthony Joshua, vốn là tên tuổi số 1 của làng quyền Anh Anh quốc, thậm chí là làng quyền Anh thế giới. Danh vọng của anh đang lên cực cao sau chiến thắng knockout thuyết phục trước sư tử trắng nước Nga Alexander Povetkin. Tuy vậy, Dubois không hề e ngại cao thủ đàn anh và sẵn sàng lật đổ anh này. Anh cũng đã từng đánh bại Aji, dù đó chỉ là Aji Caster, bằng knockout tuyệt đối ngay ở hiệp đấu thứ 1, với 3 lần đấm ngã đối thủ xuống mặt sàn đài, hôm 16 tháng 9 năm 2017. Trận thắng Aji Caster là trận knockout ngay ở hiệp 1 cuối cùng của Dubois. Gần đây anh chỉ thắng đối thủ ở hiệp 2, hiệp 3 hay hiệp 5. Từng tập luyện với Aji Sid và cũng dám xung phong đảm nhận vai trò làm quân xanh cho Alexander Povetkin khi bay sang Nga để đấu tập với anh này ở thời điểm Povetkin đang chuẩn bị cho trận đấu với Aji. Dubois cho thấy anh là một người dũng cảm, không nề hà những vấn đề đàm tếu, kiểu như là người Anh sao phải giúp người Nga, hay tại sao phải trợ giúp cho đối thủ sắp thượng đài với một võ sĩ đồng hương. Với Dubois, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Tôi thấy ở nơi đó có cơ hội được tập luyện với một võ sĩ giàu kinh nghiệm. Điều đó tốt cho sự nghiệp, cho trải nghiệm và cho kỹ năng của tôi. Vì thế tôi chộp lấy cơ hội đó. Đáng chú ý hơn, Dubois đã tận dụng cơ hội này sau khi một võ sĩ đàn anh đồng hương khác nói không. Đó là Joe Royce, một người mà Dubois cũng từng ngưỡng mộ nhưng không thể thắng huy chương vàng ở Olympic Rio de Janeiro 2016. Joy đã phá hủy hy vọng bảo vệ huy chương vàng ở hạng cân siêu nặng của làng quyền Anh Anh quốc ở đấu trường Thế vận hội sau khi để thua Tony Jaka của Pháp trong trận chung kết với tỷ số 1-2. Đó hẳn cũng là lý do tại sao, dù cũng đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp trong năm 2017, nhưng Joy tỏ ra chậm chân so với đàn em, mới có 6 trận toàn thắng bằng knockout và sở hữu đai vô địch của khối thịnh vượng chung. Được Lewis đánh giá cao, huyền thoại làng quyền Anh thế giới quý ngài Lewis từng lên tiếng nhận định: "Tôi nghĩ Daniel đang làm rất tốt và tôi rất sung sướng khi cậu ấy xem tôi như là một hình mẫu, một thần tượng. Tôi rất hài lòng khi có thể trở thành người hướng dẫn cho cậu ấy. Cậu ấy đang làm tất cả mọi thứ đúng đắn ngay vào lúc này và cậu ấy phải tiếp tục tập luyện thật chăm chỉ. Cậu ấy phải tiếp tục dành thật nhiều thời gian cho khóa học ngọt ngào mà tất thảy chúng tôi đều yêu mến, đó chính là quyền Anh." Những lời khuyên chân tình của Lewis luôn là rất giá trị. Gần đây, cựu võ sĩ 53 tuổi đã có buổi tập riêng với Dubois. Ông đã đưa ra nhiều lời khuyên giá trị dành cho tay đấm sinh năm 1997 này. Không phải tự nhiên mà Lewis chọn lời khen ngợi của Dubois và dành thời gian hướng dẫn anh. Đó chính là sự kỳ vọng mà ông dành cho Chip D, hay thậm chí là kỳ vọng cho cả nước Anh.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.